Phần 1 của Trường Tương Tư khép lại khi Thương Huyền cuối cùng đã lên ngôi vua. Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh đã cùng nhau trải qua bao sóng gió, thậm chí là có những lần cận kề sinh tử. Nhưng cuối cùng lại không vượt qua được hoàn cảnh chéo ngoay khi vị hôn thê Phòng Phong Ý Ánh của Cảnh đang mang thai. Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh đành chia tay, sau đó Tiểu Yêu nhận lời cầu hôn của Xích Thủy Phong Long. Với những câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết, phần 2 của Trường Tương Tư càng khiến người xem thêm mong đợi. Và trong video này, Cbiz Phim sẽ bật mí những tình tiết mà chúng ta có thể chờ đợi trong phần 2, cũng như cái kết cuối cùng cho các nhân vật trong Trường Tương Tư. Lưu ý, video này có tiết lộ một phần nội dung phim, nên nếu như các bạn muốn giữ trọn cảm xúc để xem phần 2 thì có thể lưu video này lại và xem sau nhé. Thương Huyền có được thiên hạ, bí mật bị bại lộ. Loạt biến cố và chấp niệm thuở bé khiến cho Thương Huyền càng thêm hạ quyết tâm giành lấy vị trí cao nhất trong thiên hạ. Y từng bước bày mưu tính kế, tận dụng sự giúp sức từ các danh gia vọng tộc để bành trướng thế lực, thuận lợi kế vị Tây Viêm Vương. Sau đó, Thương Huyền mở cuộc chiến với Hạo Linh, Cao Tân và từng bước thống nhất thiên hạ. Đồng thời, cũng khiến nghĩa quân Thần Vinh, Thần Nông phải dần thoái lui vì không còn đủ sức chống đối công khai nữa. Khi đã ở đỉnh cao quyền lực, bản thân Thương Huyền đã không còn giấu giếm tình cảm của mình dành cho Tiểu Yêu. Từ trước giờ, Tiểu Yêu chỉ xem Thương Huyền là ca ca, là người thân nhất định phải bảo vệ. Còn Thương Huyền thì lại luôn luôn kìm nén tình yêu của hắn dành cho nàng. Thương Huyền yêu nàng, nhưng hắn hết lần này đến lần khác đẩy nàng ra xa vì đại nghiệp. Khi mong nàng đi gặp Cảnh, khi lại muốn nàng xem xét phó thác đời nàng cho Xích Thủy Phong Long. Sau khi đã lên ngôi vua, Thương Huyền càng trở nên lớn mạnh và quyền lực. Hắn không còn phải quá phụ thuộc vào tiền bạc của Đồ Sơn Cảnh hay thế lực của Phong Long và gia tộc Xích Thủy. Hắn đã không còn là Thương Huyền của ngày xưa, đã không còn ở tình thế bắt buộc phải đẩy Tiểu Yêu về vòng tay kẻ khác. Khi này tình cảm khiến Thương Huyền trở nên mù quáng bất chấp và quyết định tự tay mình giành lấy. Mặt khác, dù tình cảm của Thương Huyền dành cho Tiểu Yêu tuy được giấu rất kỹ, nhưng cũng không có nghĩa là không có ai nhận ra điều đó. Thương Huyền chỉ yêu một người, nhưng xung quanh lại có rất nhiều cô gái yêu mình, thực tế Thương Huyền cũng có nhiều vợ. Và khi bí mật sâu kín nhất trong trái tim Thương Huyền bị phát hiện, đó là lúc Tiểu Yêu phải đối mặt với nguy hiểm. Hình Duyệt vì không thể chấp nhận được việc người mình yêu lại cất giấu hình bóng một cô gái khác trong tim và đưa ra quyết định tàn độc, lên kế hoạch mưu hại Tiểu Yêu. Trong trailer Trường Tương Tư, có thể thấy Thương Huyền vì yêu và vì ghen tuông với Cảnh mà đã có một hành động khiến Tiểu Yêu căm phẫn. Từ trước đến nay, Tiểu Yêu và Thương Huyền luôn bảo vệ và chăm sóc nhau, nhưng sau sự việc đó mối quan hệ giữa cả hai đã xảy ra rạn nứt. Cũng trong trailer phim, khán giả có thể thấy Tiểu Yêu đau khổ chất vấn Thương Huyền vì những gì mà anh đã làm với Cảnh. Nàng đau đớn khi đứng trước kẻ thù giết vị hôn phu của mình, nhưng hắn cũng là người thân duy nhất, là người nàng đã dùng tính mạng để bảo vệ. Cuối cùng dù có trong tay cả thiên hạ, nhưng Thương Huyền vẫn phải sống trong sự tiếc nuối và tương tư cả đời. Thương Huyền cũng tự đưa ra lời hứa âm thầm rằng nếu như không thể cùng Tiểu Yêu sớm tối bên nhau, hắn nguyện giữ cho thiên hạ thái bình để mà nàng sống luôn yên bình, để nàng có thể an khang và vui vẻ. Đồ Sơn Cảnh trở về làm Diệp Thập Thất. Ngay từ đầu, Đồ Sơn Cảnh đã được định sẵn là mối lương duyên của Tiểu Yêu, là người có thể sớm tối bên cạnh nàng. Bản chất lương thiện cùng với sự si tình, cam chịu, dịu dàng, ấm áp, chu đáo của Cảnh nhanh chóng chiếm được trái tim của Tiểu Yêu. Nếu không phải vì con đường trưởng thành quá sức gian truân, hai người đã có thể sớm ở bên nhau thay vì hợp tan tan nhiều lần. Nhưng cũng chính nhờ những biến cố đã giúp cho phần tình cảm giữa hai người càng vững chắc và xứng đáng hơn bao giờ hết. Cảnh vốn là người sẽ trở thành tộc trưởng tộc Đồ Sơn, thân phận tôn quý, danh tiếng đồn xa, là nhị công tử Thanh Khâu tôn quý thanh cao, người người ao ước được diện kiến một lần. Ca ca Đồ Sơn hầu hại Cảnh thân tàn ma dại vì những ấm ức và lòng thù hận của hắn. Từ đó để lại vô số vết sẹo và những di chứng không thể nào chữa trị khỏi hoàn toàn trên người Cảnh. Vậy mà Cảnh vẫn không nỡ trả thù, vẫn xem trọng phần tình cảm huynh đệ khi xưa. Sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện nhà, Đồ Sơn Cảnh từ bỏ thân phận tộc trưởng tộc Đồ Sơn của Thanh Khâu, chỉ làm Diệp Thập Thất của Tiểu Yêu. Hai người không màn địa vị, giàu sang phú quý, cùng nhau quy ẩn, sống cuộc sống tự do tự tại. Kết thúc bi thương đợi chờ Tương Liễu. Ngay từ những tập đầu của Trường Tương Tư, tình cảm và số phận của Tương Liễu dường như đã được định trước. Tương Liễu là yêu quái chín đầu, Tiểu Yêu là con gái của Bạch Đế, là cháu gái của Tây Viêm Vương, là em gái của Hắc Đế Thương Huyền, cả hai đã luôn ở vị trí đối nghịch nhau. Từ trong sâu thẳm lòng mình, Tương Liễu luôn hiểu rằng giữa mình và Tiểu Yêu có một bức tường vô hình mà gã không thể nào bước qua. Việc binh lực của Thương Huyền ngày càng lớn mạnh cũng đồng nghĩa với việc đội quân của Tương Liễu ngày càng yếu đi. Đến một lúc nào đó, trận chiến cuối cùng sẽ phải diễn ra, chấm dứt thế giằng co giữa đôi bên suốt nhiều năm.
vốn dĩ là yêu quái có sức mạnh đáng gờm, có thể thay đổi hình dáng, có thể biến mất không tăm tích giữa đại dương mênh mông, nhưng sống sót một mình không phải là cách mà Tương Liễu sẽ chọn. Tương Liễu đã từng nói với Tiểu Yêu rằng, một người lính nên chết nơi xa trường, có lẽ chính hắn cũng đã tự định đoạt cái kết cho mình. Trong cuộc chiến cuối cùng, Tương Liễu không phụ lòng ý chí của Nghĩa Quân Thần Vinh, một mình dẫn dụ quân địch, vạn tiễn xuyên tim mà ngã xuống. Cơ thể Tương Liễu hóa thành chất độc khiến mọi vật ở gần xung quanh đều chết sạch, đây chính là lý do tại sao hắn không ngừng tiêu thụ chất độc vào người. Hắn muốn thêm nhiều kẻ địch phải đồng quy vu tận cùng mình, nhưng một phần nữa có lẽ là hắn rất sợ hãi sự cô đơn. Số phận Tương Liễu vẫn nên tử chiến xa trường, biển lớn chính là nơi mà hắn nên trở về sau khi hoàn thành trọng trách. Nơi biển sâu yên tĩnh không có bỏ rơi, không có chiến tranh cũng không có sự phân biệt giống loài và không có sự cô độc, nơi đó có nhiều đồng loại bầu bạn cùng hắn. Cả đời Tương Liễu hy sinh rất nhiều cho Tiểu Yêu, cũng là đoạn ký ức tươi đẹp, ngọt ngào và ấm áp nhất của hắn. Hắn bất chấp mọi thứ để nàng được sống bên cạnh người đáng tin cậy, có nơi để đi, có kỹ năng bắn tên để tự bảo vệ bản thân. Hắn làm tất cả mọi chuyện nhưng chẳng mong cầu hồi đáp, cũng chẳng muốn nàng biết. Hắn sợ những điều đó sẽ trở thành gánh nặng của nàng, thà để nàng quên đi hắn còn hơn. 5 lần 7 lượt Tương Liễu đã phải cố hết sức kìm nén phần tình cảm trong lòng, phải cố tình làm cho Tiểu Yêu thất vọng, hụt hẫng khi nhầm tưởng tình yêu thành giao dịch. Nhưng Tương Liễu sẽ không biết rằng thật ra Tiểu Yêu đều biết tất cả, từng động lòng và không bao giờ có thể quên đi yêu quái 9 đầu. Tiểu Yêu có thật sự hạnh phúc? Theo những gì đã kết thúc trong phần 1, Tiểu Yêu đã nhận lời cầu hôn của Xích Thủy Phong Long. Trong một số cảnh trong trailer trước đó của Trường Tương Tư, có thể thấy Tiểu Yêu đã thực sự mặc đồ cưới đứng cạnh Phong Long chuẩn bị làm lễ. Nhưng Tương Liễu trong thân phận giả phòng phong bội đã xuất hiện, buộc Tiểu Yêu phải đi với mình. Năm xưa, Tiểu Yêu đã hứa sẽ thực hiện một yêu cầu của Tương Liễu, và đây là lúc gã tới đòi món nợ đó. Không còn cách nào khác, Tiểu Yêu đành phải làm cô dâu bỏ trốn. Với vẻ ngạo mạn và bất cần, Tương Liễu nắm tay Tiểu Yêu rời khỏi đám cưới, mặc kệ vẻ mặt sững sờ của bao khách mời và đặc biệt là của chú rể Phong Long. Ngoài lần này, Tiểu Yêu sẽ còn 2 lần mặc đồ cô dâu, nhưng không phải là với Phong Long nữa. Theo nguyên tắc, 2 lần sau cuối nàng sẽ được sánh đôi cùng với người mà mình luôn thương nhớ là Đồ Sơn Cảnh. Cuối cùng, Cảnh đã tìm được bằng chứng rằng mình bị đổ vỏ, Ý Ánh mang thai với người khác. Nhưng tình yêu của Đồ Sơn Cảnh và Tiểu Yêu vẫn tiếp tục bị thử thách khi ở đám cưới đầu tiên, Cảnh bị ám sát và mất tích. Trải qua tất cả đau đớn tột cùng từ những khảo nghiệm của cuộc đời, Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh sau cùng mai danh ẩn tích, rời khỏi chốn hoàng thành hoa lệ. Nàng có được hạnh phúc và cuộc sống như mong muốn nhưng cái chết của Tương Liễu cùng những nỗi đau xé ruột xé gan kia sẽ chẳng thể nào hoàn toàn bị chôn vùi và quên lãng. Xích Thủy Phong Long dùng mạng đổi mạng cho muội muội. Nhân vật Xích Thủy Phong Long là chàng trai anh tuấn, hào sảng và thanh cao. Phong Long chỉ thích kết giao cùng người có tầm nhìn, có tham vọng thống nhất thiên hạ, không quan tâm đến chuyện tình cảm nữ nhi thường tình. Hắn luôn đề cao phong phạm và ý chí nam nhân, phần lớn những quyết định của mình đều lo nghĩ cho đại cục, cho thanh danh của tộc Xích Thủy. Sau này, khi muội muội Hinh Duyệt muốn hãm hại Tiểu Yêu, hắn do dự nhưng vẫn chiều theo ý muội muội. Trong trận chiến với Nghĩa Quân Thần Vinh, Phong Long liều mạng đỡ tên độc cho Thương Huyền. Trước khi chết, hắn nói rõ bí mật liên quan đến Đồ Sơn Cảnh, đồng thời hy vọng Thương Huyền tha cho muội muội con đường sống. Xích Thủy Phong Long yêu thương và hy sinh vì Hinh Duyệt, bởi vì không có Hinh Duyệt đi làm con tin tại xứ người thay cho hắn, thì đã không có một Xích Thủy Phong Long được người người tôn kính, yêu thương như vậy. Những gì hắn làm là muốn bù đắp cho muội muội. Hắn có thích Tiểu Yêu, muốn thành hôn với nàng là thật, nhưng suy cho cùng là do thân phận và địa vị của Tiểu Yêu phù hợp nhất với hắn, tình cảm giữa hai người giống bằng hữu hơn là tình yêu. Hinh Duyệt cô độc tại chốn hậu cung. Không có sự giúp sức của tộc Xích Thủy, Thương Huyền khó lòng giành được vương vị. Cũng chính điều đó khiến hắn phải chấp nhận lấy Hinh Duyệt dù không có tình yêu. Hinh Duyệt vô tình phát hiện người trong lòng Thương Huyền không phải là mình mà chỉ có muội muội Tiểu Yêu. Sự ghen ghét, đố kỵ khiến cô ta một lòng muốn trừ khử Tiểu Yêu, 2 lần suýt lấy mạng nàng ấy nhưng không thành. Nhờ sự cầu xin và hy sinh của Phong Long mà Thương Huyền không xuống tay với Hinh Duyệt để trả thù cho Tiểu Yêu. Nhưng chính sự lạnh nhạt và không đếm xỉa đến của Thương Huyền lại chính là hình phạt và sự dày vò lớn nhất, khiến cho Hinh Duyệt phải sống trong sự cô độc và ghẻ lạnh đến cuối đời. An Niệm và chấp niệm tình yêu. Nhân vật An Niệm lúc mới xuất hiện đã khiến không ít khán giả cảm thấy chướng mắt. Sinh ra trong dòng dõi vương giả, An Niệm là cô công chúa được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách hống hách, ngông cuồng, xem thường người khác, đi đến đâu là gây phiền phức đến đó. Nhưng càng về sau, cô công chúa nhỏ dần trưởng thành và hiểu chuyện hơn, cũng dần lấy lại thiện cảm từ người xem bởi bản chất lương thiện dần bộc lộ rõ.
Lúc nàng nảy ra ý định hãm hại Tiểu Yêu, thật ra cũng do Tương Liễu cố tình khiêu khích gài bẫy, trong tâm thức của An Niệm vẫn lo lắng cho sự sống chết của tỷ tỷ. Sau này, khi Tiểu Yêu đau buồn, chính An Niệm là người ở bên cạnh và bầu bạn cùng Tiểu Yêu, đối xử và yêu thương nàng một cách chân thành. Cuối cùng, An Niệm vẫn quyết định ở bên cạnh Thương Huyền, dẫu biết sẽ chẳng thể có được tình cảm một đời một người như nàng mong ước. Nhưng An Niệm vẫn cứ giữ chấp niệm tình yêu của mình đối với người ca ca ấy. Phòng Phong Ý Ánh phải trả giá. Số phận của Phòng Phong Ý Ánh nếu không gặp phải Đồ Sơn Hầu hẳn đã là câu chuyện hoàn toàn khác. Cô ta sẽ có được cuộc sống đáng ao ước bên cạnh nhị công tử Thanh Khâu, vị trí phu nhân tộc trưởng tộc Đồ Sơn cũng sẽ thuộc về mình. Vậy nhưng, số phận đẩy đưa khiến cô trở thành quân cờ trong hành trình trả thù đệ đệ của Đồ Sơn Hầu, mê muội với tình cảm đơn phương mà không hay biết, Ý Ánh chỉ muốn gả cho Hầu thay vì Cảnh. Khi nhìn thấy cơ thể không nguyên vẹn của Cảnh, cô ta chẳng những không cảm thấy lương tâm bị cắn rứt mà càng thêm chán ghét Cảnh hơn. Sau khi thành công lừa gạt tất cả mọi người rằng đứa con trong bụng là của Cảnh, Ý Ánh đã buộc Cảnh phải kết hôn cùng mình. Nhưng giấy không gói được lửa mãi, tội gian díu giữa cô ta và Hầu cũng bị vạch trần. Nhưng chính vì chừa cho họ con đường sống dẫn đến cái chết thương tâm của Cảnh sau này, cuối cùng Ý Ánh và Hầu cũng phải nhận kết cục thích đáng. Dù vẫn chưa chính thức công bố thời gian lên sóng cụ thể, nhưng Trường Tương Tư phần 2 vẫn luôn là cái tên được quan tâm bậc nhất mỗi khi có thông về các phim sắp phát sóng. Trường Tương Tư phần 2 sẽ mang đến những cảm xúc mãnh liệt hơn cả phần 1 bởi giai đoạn giới thiệu nhân vật cũng như cài cắm các chi tiết quan trọng đã xong. Câu chuyện sang phần 2 sẽ được đẩy cao trào, có nhiều nút thắt quan trọng, có nhiều giai đoạn thăng trầm hơn. Đặc biệt, phần 2 cũng là phần tiết lộ kết cục của các nhân vật, vì thế còn bi thương đau lòng hơn cả phần 1. Theo thông tin được tiết lộ, Trường Tương Tư phần 2 dự kiến dài 21 tập hoặc có thể sẽ ít tập hơn nữa, nhưng thời lượng mỗi tập sẽ tăng lên, kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Hãy cùng Cbiz Phim đón đợi phần 2 của siêu phẩm này nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!